Xin chào, bây giờ là đến phần thi sự kiện câu lạc bộ người cá thứ bảy hàng tuần. Tuần này là tuần thứ 18 nên tụi em sẽ có 3 món quà đặc biệt dành cho 3 bạn thắng cuộc trong phần thi. Đó là thú bông Nhật Bản, mèo Hakuru, thỏ và chó. Ba chú thú bông này có thể làm gói nằm cho các em nữa, rất là dễ thương. Quyết tâm thi để thắng cuộc chưa? Dạ không, mấy cái đó em không cần được chơi rồi. Hồi nãy em định kêu anh. Rồi, bắt đầu nha. Nhưng mà Tiêu sẽ không bao giờ tặng đồ chơi nữa đâu. Tiêu chỉ tặng quà những thứ liên quan đến động vật và thiên nhiên, và những dụng cụ hỗ trợ cho các em bơi lặn người cá tốt. Ok. Rồi bắt đầu nha. Rồi, hai vòng rồi, hoành về đây, nín thở nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Bơi hai vòng rồi về, nín thở nha. Xin chào các bạn, bạn người cá Nori sẽ phụ Tion tính thời gian nín thở lâu của các bạn người cá. Rồi, em hít hơi vào một cái nín thở liền. Chi vậy? Thì nín thở lâu như trong nước mà. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi 14 giây, thở nước 10 lần. Bé Phiên, bé nín thở. Em đang mệt lắm luôn á mà tôi bắt nín thở liền. Đúng rồi. Lúc em bơi 200m em không chịu bơi thư giãn. Phần này đâu có thắng. Bé nín thở. Nín thở liền. Mấy em cùng một lúc nín thở cho Tiêu luôn. Nhanh lên. Hít hơi vào, ấp mặt xuống nín thở nha. Dạ em không cần đứng Tiêu hay là cho em thi nín thở cùng một lúc chung với các bạn luôn. Đáng lẽ là tại nếu mà có nhiều người á thì hỗ trợ Tion canh cho các em nín thở, nhưng mà bây giờ có mình Tion đếm rất là khó nên Tion cho các em làm cùng một lúc. Tion đếm 1, 2, 3 là úp mặt xuống nín thở nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Lâu vậy em nhanh lên. Nhanh. Mục đích cho các bạn bơi 200m để nín thở, để coi cái khả năng bơi ổn định ở dưới nước các bạn như thế nào. Bạn nào mà không giữ được hơi thở mình tốt là sẽ mau hết hơi và sẽ không nín thở lâu được. Rồi, Ben thua, Mimi, Kevin thua. Rồi, phần thi thứ nhất Luna thắng rồi đó. Vòng thi thứ hai sẽ là thi lặn lâu nhất trong nước. Các em lặn từ đây qua bên kia rồi quành về, được không? Nếu mà không được thì các em cứ lặn đi xa nhất có thể của các em. Ai lặn xa nhất là người đó thắng nha. Anh bắt đầu chấm điểm đây. Người cá Nori phụ tá leo lên chấm điểm các anh chị xem nào. Sát vô vách tường. Đã có một thú bông đã được tặng rồi đó, còn hai bé thôi đó. Được quyền lựa mà, thắng nhất được quyền lựa mà. 1, 2, 3 bắt đầu. Nhìn thấy không rõ, anh yêu cầu các em thở nước 10 lần rồi lặn lại. Nhớ nha, lặn xa nhất có thể chứ không phải lặn qua bên đó rồi cùng dừng lại nha. Anh cần thấy các em đi xa nhất có thể. Không phải là tới hồ đó đâu. Tới hồ đó sao? Em quay lại nữa. Cứu em. Gì ở đây cứu em nữa đây? Sao em không thi chung với mấy bạn luôn? Tại
lại lặng luôn con. Đó phải 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 thì cái vòng thi thứ hai này đòi hỏi các em là phải đang trong tình trạng bơi rất là mệt, rất là kiệt sức rồi, nhưng mà các em vẫn thi lặn xa nhất có thể nha. Nên những bạn mà giữ được hơi thở tốt trong những lần bơi trước thì có thể vượt qua được cái vòng thi này, hiểu không? Rồi, các em đã sẵn sàng hết chưa? Lặn xa nhất có thể, nổi mặt lên là tính điểm ngay chỗ đó, là bạn nào xa nhất là tôi sẽ cho bạn đó thắng, ok? Rõ hết chưa? Em thi luôn hả? Rồi chúc mừng em. Em thật là gan dạ. Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Lặn xa nhất có thể. Bạn nào mà lặn nhanh là thua chắc luôn. Lặn lượng được trong nước tốt, nước sẽ đẩy mình đi, không có mất hơi. Rồi đang chấm luôn nè. Thua rồi đó. Thua rồi đó. Nổi lên là thua rồi. Anh đi ôm được cái chấm điểm em nha. Ờ. Anh đi ôm được cái chấm điểm em. Yeah. Người cá Mimi đã chiến thắng. Người cá Mimi đi xa nhất. Em đừng có phân tâm anh. Em giống như SmackDown vậy. Em giống như là cái người quấy rối trong trận đấu vậy đó. Làm sao anh tập trung anh chấm điểm công bằng được. Rồi để coi clip Mimi. Mimi có ngẩn mặt không chị? Chị đang coi. Không có đứa nào ngẩn mặt hết. Hên quá, có hỗ trợ viên. Hôm nay Tion có hỗ trợ viên các bạn. Không có đứa nào ngẩn mặt hết. Có hai bạn trai là ngẩn mặt rồi. Mimi không có ngẩn mặt. Mimi thắng đúng rồi. Mimi không có ngẩn mặt. Mimi thắng. Rồi đúng rồi. Mimi chúc mừng người ca Mimi nha. Tầng 18 em đã giành được phần thưởng. Phần thi thứ ba ra biển chơi. Cởi ra ra biển muốn mặc đuôi cá không? Hay là khỏi? Khỏi đi ha. Ra biển chơi truy tìm kho báo. Anh ơi, giúp em giờ mới. Rồi, ngồi xuống nha. Ngồi xuống rồi anh giúp em nha. Em giúp kiểu đó là có ngày anh là anh trần trụi luôn á. Anh gỡ đuôi cá ra chuẩn bị đi chơi với các bạn nữa. Gỡ đuôi ra. Ok. Chơi sao cũng được, ai tìm được kho báo của Tion là người đó thắng. Bạn nào là thắng ở vòng thi thứ hai và thứ nhất? Em thứ nhất. Rồi các em lựa đi. Em không thích con mèo. I love you. I love you. I love you. Mà là rồi. Vòng thi thứ 3, còn lại một chú mèo này, anh sẽ chơi trò chơi truy tìm kho báu ngoài biển. Kho báu ngoài biển chính là Tion. Em nào mà chạy bắt được Tion, bạn đó sẽ thắng được con mèo này. Thì tùy theo các em bao giây hay sau đó, chỉ cần ai đụng được Tion trước là người đó sẽ được phần quà thứ 3 này, ok? Nè, vậy mày giữ này nha. Rồi bắt đầu tuôn đếm 1, 2, 3 tuôn chạy nha mấy. Mấy em sẵn sàng hết chưa? Cách xa tuôn 10m. Ờ, tuôn là kho báo biết chạy á nha. Ở đây là có mấy bạn thi. Em. Rồi, bạn tay đâu? Không biết. Còn bạn tay đâu? Dạ bạn không đi. Thôi em. Tay đâu? Tay ra ngoài kia chơi mình rồi hả? Chạy ra với bạn tay luôn đi. Phần thi thứ 3 là
truy tìm kho báu trên biển. Anh chính là kho báu. Bạn nào chỉ cần đụng vô được anh thì bạn đó sẽ được có được phần quà thứ ba. Các em phải cách xa anh 5 mét. Anh đếm 1, 2, 3 rồi anh chạy. Đứng yên lại. 1. Đứng yên lại. Cách xa 5 mét. Cách xa 5 mét. Sẽ chơi chạy dưới nước, không chạy trên bờ, ok? Trò này là chỉ chạy dưới nước thôi, không được chạy trên bờ nha. Đâu phải dễ. Kho báu của thế giới mà. Tiên cá đã được thế giới công nhận mà. Muốn bắt tiên cá đâu phải dễ. Sống sẽ cản em lại khỏi anh. Sống sẽ cứu tiên cá. Tiên cá là thánh luôn á. Thánh cá luôn á. Kevin sai miếu vậy Kevin. Tiến lên Kevin. Muốn bắt được người cá mà. Người cá 100 năm sẽ vào bờ một lần, còn tiên cá 1000 năm mới vào bờ một lần. Và đây là lần đầu tiên tiên cá vào bờ. Yeah. Và bờ gặp này nó cản đi ghê vậy. Trời ơi.
1.000 năm tiên cá vẫn chưa thể vào bờ, vì con người vẫn còn chi lùng tiên cá, nên phải 10.000 năm sau tiên cá mới vào bờ. Cảm ơn sóng đã đẩy mình vào. À, cái gì vậy? Cái gì vậy ở đây? Trời ơi! Chết vậy ở đây vậy? Chết rồi! Chạy nhanh quá! Chạy nhanh quá! Bờ bị con người chi quét dữ quá. Trời, có một loài sinh vật nhỏ bé đang cầu cứu tiên cá ở trong bờ. Làm sao cứu được sinh vật đó đây, trong khi người thường đang muốn đánh bắt tiên cá. Đã trải qua 100.000 năm, tiên cá vẫn chưa vào bờ được. Và lần này sóng sẽ đưa tiên cá vào bờ. Bạn đã mệt chưa? Chưa. Ê, vụ à? Vụ bắt tiêu hồn hả? Trải qua 100.000 năm. Trò chơi thứ ba bạn Mina đã chiến thắng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở đây nghỉ mệt, chơi với biển 15 phút. 15 phút xong rồi chúng ta sẽ lên bờ đi về ha, về Sài Gòn nha. Và tạm biệt bạn người cá Kevin ha. Cảm ơn bạn người cá Kevin đã cho câu lạc bộ người cá ở nhờ. Ông đón cái cá hả? Hả? Ông đón cái cá hả? Còn đón rái cá nữa mới về đúng không?